với tinh thần đổi mới, đột phá, quyết tâm và khát vọng. Hậu Giang từng bước vươn lên mạnh mẽ, đời sống kinh tế, văn hóa xã hội với kết quả ấn tượng. Ấn tượng Hậu Giang là chủ đề giải marathon quốc tế Vietcombank Mekong Delta Hậu Giang 2023 được diễn ra trong tháng 7 này. Đây là mùa giải thứ tư tỉnh Hậu Giang đăng cai tổ chức. Vietcombank Mekong Delta 2023 với quy mô và hình thức có nhiều đổi mới, đường chạy được công nhận đạt chuẩn quốc tế. Miền quê sông nước Cửu Long, cảnh sắc hữu tình, con cười chân chất, nghĩa tình, thủy chung, giàu lòng mến khách. Hành trình khám phá vùng đất Hậu Giang với 4 cung đường chạy hết sức độc đáo. Cự ly 42 cây số với cánh đồng xanh mướt, vùng quê yên ả, những dòng sông quanh co uốn lượn. Cự ly 21 km khám phá nét đẹp hiền hòa bên dòng kênh sáng Xà No, con đường lúa gạo vùng tây sông Hậu. Cự ly 10 cây số và 5 cây số với những đại lộ thênh thang xanh mát, sự chuyển mình mạnh mẽ của thành phố trẻ Vị Thành đầy khát vọng. Thông điệp xuyên suốt là chống biến đổi khí hậu với trọng tâm là xây dựng Hậu Giang xanh, sạch, đẹp. Mỗi vận động viên là đại sứ của thông điệp, lan tỏa ý nghĩa cùng chung tay bảo vệ môi trường. Vietcombank Mekong Delta Hậu Giang 2023 với 6 cung đường chạy, 4 cự ly, 42 km, 21 km, 10 km, 5 km được truyền hình trực tiếp và live stream trên fanpage truyền hình Hậu Giang lúc 3 giờ 45 phút Chủ nhật ngày 16 tháng 7 năm 2023. Riêng cự ly 0,8 và 2,3 km dành cho thanh thiếu niên diễn ra lúc 7 giờ 5 phút thứ Bảy trước đó một ngày. Cùng diễn ra còn có các chuỗi sự kiện trưng bày đặc sản địa phương, góp phần quảng bá đất và người Hậu Giang đến bạn bè trong nước và quốc tế, như Hội chợ Thương mại và Sản phẩm Ô cốp Hậu Giang năm 2023, trưng bày hiện vật hình ảnh tiêu biểu về văn hóa thể thao và du lịch, triển lãm sách, giải marathon quốc tế Vietcombank Mekong Delta Hậu Giang 2023 được khai mạc trọng thể gắn với khai mạc Đại hội Thể thao Đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ 9 Hậu Giang năm 2023 tại Quảng trường Hòa Bình tối 15 tháng 7 năm 2023. Những bước chân bền bỉ, những chiến binh kiên định vì mục tiêu cao cả, hành trình bứt phá trên vùng đất Hậu Giang đầy khát vọng. Giải marathon quốc tế Vietcombank Mekong Delta Hậu Giang 2023 không chỉ là giải chạy mà đã trở thành một ngày hội, là niềm phấn khởi của người dân vùng đất chính rồng.